Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đã quyết định tổ chức tang lễ cố Thủ tướng Phan Văn Khải với nghi thức quốc tang. Các thế hệ lãnh đạo, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã đến thắp nhang tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Tư Gia ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số những người đến viếng có luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội, người có 8 năm là thành viên ban nghiên cứu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bước, nguyên hiệu trưởng trường mẫu giáo Bông Sen 2, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả đều nuối tiếc trước sự ra đi của cố Thủ tướng, một con người giản dị, khiêm tốn, hết lòng với nhân dân, đặc biệt là người dân huyện Củ Chi. Con người khiêm tốn, giản dị, làm việc rất tận tụy và ông có cái trí nhớ và có cái năng lực làm việc rất là tốt. Đấy. Đặc trưng lớn nhất của ông á là ông đã duy trì một cái ban nghiên cứu, tức là một cái đội ngũ tư vấn gồm rất nhiều chuyên gia và trí thức hàng đầu của đất nước, duy trì một thời gian dài trong suốt thời gian mà ông làm việc với tư cách thủ tướng. Chính nhờ cái đặc trưng lớn nhất của ông, con người của ông là khiêm tốn và chịu khó lắng nghe những cái tiếng nói phản biện, tư vấn có tâm huyết, có tấm lòng với đất nước như vậy đó. Cho nên tôi cho rằng cái thời kỳ ông Phan Văn Khải, chú Sáu Khải làm thủ tướng đó, đất nước chúng ta đã phát triển chẳng những nhanh, chẳng những mạnh mẽ mà còn đi theo cái hướng là bền vững và là hội nhập rất tốt đối với thế giới. Anh Khải là cái con người đó nên rất là gần gũi với tất cả mọi người, bạn bè. Nhiều đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng thì có nhiều đồng chí là đến anh thường xuyên và cũng đi chơi với anh, về đi chơi cầu lông các thứ. Anh Khải đặc biệt thích cầu lông. Tính tình anh đó là hiền hòa. Và cho tới bây giờ sau khi anh Khải thôi làm thủ tướng thì rất nhiều người yêu mến anh Phan Văn Khải. Chẳng những kính trọng về công việc mà anh chỉ đạo rất tốt với vai trò thủ tướng, nhưng mà còn hết sức gần gũi về cái nhân cách, về cái con người. Chúng tôi là những lớp sau, chúng tôi hết sức quý anh Phan Văn Khải, và lần này anh Khải mất đi tôi hơi cũng có một cái xào xuyến rất nhiều. Thì ổng thì người tốt, thì coi như Phan Khải là về đây là giúp đỡ nhân dân cũng nhiều, là coi như đường xá được sạch sẽ, tốt đẹp. Sau nữa là con dân chúng có nghèo khổ thì ổng cũng giúp đỡ. Ổng sống rất là tốt, hòa đồng với nước nhà của mình. Ổng lo các cái ở huyện Củ Chi này là rất là đầy đủ. Trường học nè, bệnh viện nè, rồi trường mẫu giáo cho cháu gì là ổng lo hoàn tất hết trơn. Chứ đầy đủ lắm, chứ không có gì, bởi vì ổng ra đi ai cũng thương tiếc hết trơn. Đã được bác Khải giúp đỡ xây dựng một đơn vị mẫu giáo bán trú đầu tiên của huyện. Và sau 20 năm chúng tôi đã trở thành đơn vị anh hùng lao động. Đó là một cái sự động viên, kích thích và đã tạo điều kiện cho chúng tôi phấn đấu không ngừng mệt mỏi. Và chúng tôi đã đạt được kết quả như mong muốn mà anh hai đã chờ đợi ở chúng tôi. Tôi nhắc anh bà là anh hút thuốc vừa vừa thôi. Bảo có lúc mày tặng tao, mày gửi cho tao một túi thuốc lá, mày bao hút chỉ vừa thôi. thì đằng nào anh cũng hút, nhưng mà anh phải hút ít thôi, anh bảo vệ sức khỏe. Tại vì mà anh hút liên tục, phải nói là hút cái này nhiều khác. Có lúc ấy, nói thôi đi, anh chỉ hút phần đầu thôi, còn phần sau cái điếu thuốc anh bỏ đi. Tại vì ở đó nicotine tập trung nhiều. Thì cái đó cũng được, tao sẽ cố gắng. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2018 tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.